mọi người, hôm nay Trang ngoại thành đi du xuân bằng chiếc xe cổ, xe siêu xe nè, chiếc siêu xe có 102. Đây, hôm nay Trang ngoại thành đi du xuân bằng chiếc xe. Rồi, mọi người coi chiếc xe nha. Xe Honda. Xe Honda 67. Đây, du xuân bằng chiếc xe. Đây. Quay trên mặt nữa nè. Hoặc Trang ngoại thành không quay mà cứ quay chiếc xe hoài. Đây, Trang ngoại thành đi du xuân một chiếc xe cho mọi người. Siêu xe. Siêu xe 67. Siêu xe 67. Đạp có nổ không? Siêu xe mà không nổ cũng không? Xe đâu có ông chạy đâu, Trang ngoại thành đâu có chạy xe này. Vậy sao đi du xuân? Đây là lừa tình. Tôi đi ra đấy hỏi nó giật tôi luôn. Vậy là chỉ chụp hình được thôi mọi người. Chụp cái trai ngoại thành này không biết chạy xe nên là giờ quay không, không à. À, giờ quay cái quang cảnh cái bụi che cho mọi người nhìn thôi, chỉ cho nhìn đỡ ghiền thôi chứ biết ngồi lên thôi, có biết đẩy đâu, có biết chạy đâu. Đạp thử coi, bóp pizza lợ, bóp pizza lợ, ta chỉ cho bóp pizza lợ, đạp xong rồi thả pizza ra từ từ, camisa gì đó. Chạy rồi. Chạy cái tâm vô đó có gì đâu, đạp thử coi. Thôi không có chạy được. Không có nổ. Vậy leo lên chiếc xe đẩy đi du xuân vậy thôi phải không? Đẩy. Ừ rồi, vậy đó. Vậy là này là chiếc xe. Chiếc xe. Xe gì giống mấy đứa nít đó ta. Này đẩy. Không biết chạy đâu mà đẩy xe này phải biết chạy, biết điều khiển, không biết. Ủa sao 7 hồi đó chạy được mà giờ chạy không được là sao? Rồi, quên cách chạy rồi. Tôi nhớ hồi đó bóp cái đó lại cái đạp cái thả cái pizza ra từ từ. Rồi nhị xong chưa, 2 phút mấy rồi chỉ có chiếc xe rồi lấy tới lấy lui thôi là cái này vô duyên kết thúc nên là giờ quay cái cảnh nhà cho nó đỡ ghiền. Rồi xin hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Vô duyên.